Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở tỉnh ủy dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức họp bàn triển khai một số nhiệm vụ. Cùng dự có các đồng chí phó trưởng tiểu ban và thành viên tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội. Qua nghe ý kiến phát biểu của các thành viên tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội và các tổ tuyên truyền, trang trí khánh tiết, tổ an ninh trật tự và tổ hậu cần về các nội dung chuẩn bị tổ chức phục vụ đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng biểu dương các ngành thành viên đã triển khai thực hiện tốt những công việc được giao. Đồng chí yêu cầu thời gian từ nay đến khi tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn cùng dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Vì vậy, từng ngành thành viên tiểu ban nỗ lực cố gắng ở mức cao nhất, rà soát lại những việc đã làm được, nhiệm vụ sẽ làm trong thời gian tới, kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể và mốc thời gian hoàn thành. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là phiên họp thứ 3 của tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội. Nhiệm vụ còn nhiều, nếu không chủ động, không chi tiết sẽ dễ xảy ra sai sót. Vì vậy, từng thành viên tiểu ban phải có kế hoạch cho cơ quan đơn vị mình, cũng như các bên liên quan để chuẩn bị tốt nhất cho đại hội thành công. Về công tác chuẩn bị khác như công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, đồng chí yêu cầu trên cơ sở kế hoạch chung, ban tuyên giáo tỉnh ủy có kế hoạch chi tiết hơn nữa cho các ngành địa phương, tuyên truyền thành tựu của đất nước, của tỉnh qua một nhiệm kỳ, để qua dịp tổ chức đại hội đảng các cấp, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong toàn xã hội. Công tác hậu cần phải có sự chuẩn bị sớm, triển khai ngay, đảm bảo yêu cầu cả về thời gian và chất lượng, rà soát kỹ từng địa điểm phục vụ và địa điểm tổ chức đại hội. Công tác an ninh trật tự phải có kế hoạch cụ thể trước, trong và sau đại hội. Cần nắm chắc địa bàn, chủ động xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Kiên quyết không để các đối tượng xấu lợi dụng trong dịp tổ chức đại hội để có các hành vi chống phá.